nhạc như thế thì trong âm nhạc liệu người ta có thể xử lý được những chủ đề gai góc, xấu xí, cùn mằn, thui chột, những cái mặt của trái của cuộc sống, những cái bùn lầy của xã hội có thể nào đi vào âm nhạc được hay không? Xin thưa rằng không có gì là không đi vào nghệ thuật được, nghệ thuật đã làm được tất cả mọi thứ, người ta còn được làm được những trò gì nữa kia. Thế thì ở trong xã hội của chúng ta, tân nhạc của chúng ta đã có những cái tiết mục nào tương đương với điều này chưa? Thì Thế Ngữ xin thưa, đã có, dù rất hiếm hoi nhưng đã có, và một bài hát đã từ rất lâu không còn ai hát lại. Thế Ngữ nguyên buổi trưa nay đi tìm CD và không thể tìm ra một CD hát bài này nữa rồi. Thế Ngữ đành phải lên đây cùng hát với quý vị vậy để nhắc lại bài này. Đây là một bài của Phạm Duy, một bài duy nhất của Phạm Duy, rất là đặc biệt và khai thác một chủ đề hết sức là độc đáo. Bài này ta rất quen thuộc ngày xưa, từng một thời rất nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng mà đã từ lâu nó đã hoàn toàn vắng bóng trên sân khấu hải ngoại thì phải. Vậy như là CD là không hề có ra, nhưng mà hát ra quý vị sẽ nhớ ngay đấy thôi. Thế Ngữ còn muốn quý vị hồi hộp một tí, chưa nói là bài gì. Hát ra quý vị sẽ nhớ ngay vì bài này nghe một lần thì không thể quên được. Và bên trong nó khai thác những chủ đề hết sức là xấu xí, cùn mằn, thui chột của cuộc sống mà làm một cách rất là nghệ thuật và rất là độc đáo. Tất cả chúng ta đều phải ngạc nhiên và phải ngả nón rằng đây, quý vị đều biết là Thế Ngữ không phải là một người tôn sùng Phạm Duy thái quá đâu. Bài nói chuyện đầu tiên của Thế Ngữ trên đài này là bài phân tích về cách phổ thơ của Phạm Duy trong một bài nhạc cụ thể mà theo Thế Ngữ là phổ sai, làm lạc hẳn tinh thần của bài thơ. Cho nên Phạm Duy không phải lúc nào cũng là thánh nhân, không phải lúc nào cũng làm toàn những điều đúng, nhưng riêng bài này sắp diễn ngày hôm nay qua giọng hát ghê rợn của Thế Ngữ là bài rất hay. Thưa quý vị, ở đây thì phải ngả nón chào Phạm Duy, một nghệ sĩ lớn đã khai thác được một chủ đề hết sức là kỳ lạ mà lại làm được làm tác phẩm âm nhạc rất là hoàn chỉnh. Và đây thưa quý vị, là quý vị bây giờ chờ đợi chắc đã nhiều rồi, và xin thưa ngay, đó là bài Phố Buồn. Đến đây có vẻ quý vị hòa lên bài Phố Buồn, tôi tưởng gì bài đó thì cũng dễ thương bình thường, có gì đâu mà lạ mà phải nói. Để Thế Ngữ đàn sang một lần, Thế Ngữ sẽ nhắc quý vị nghe cái chỗ ghê gớm nó nằm chỗ nào. Đây là một bài rất ghê gớm trong tân nhạc của chúng ta, nhất là áp dụng nghệ thuật vào một cái nơi khó có thể làm nghệ thuật được, một cái chủ đề quá xấu xí đến độ không thể làm nghệ thuật. Và đây chúng ta trước tiên hãy ôn lại bài này cái đã. Và Thế Ngữ xin thưa cùng quý vị, thật sự Thế Ngữ đã mất hàng hôm nay 45 phút trong tiệm CD của chị Thiên Nga, và chị Thiên Nga là người hết sức là giúp Thế Ngữ mà không thể nhớ ra và không thể nhìn thấy trong tiệm bất cứ một CD nào, nên Thế Ngữ mới đành phải lên đây bắt quý vị phải nghe giọng hát của Thế Ngữ. Thế Ngữ chỉ hát khi trong trường hợp bất khả kháng là những bài không có CD mà thôi. Mong quý vị bỏ qua cho Thế Ngữ, xin thề trên có trời dưới có đất rằng đã làm tất cả mọi chuyện để cho quý vị thoát khỏi cái hiểm họa ngày hôm nay mà không thể thoát được. Cho nên chúng ta đành phải vì cái sự vĩ đại của Phạm Duy trong bài này mà tha thứ qua một điều này vậy nhé. Đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em, buồn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên. Qua mấy gian không đèn nhưng mái tranh im lìm, đường về nhà em tôi đêm. Nhìn vào khe sông trông anh ôm yêu hò em, một ngày công lao không cho biết đến hương đêm. Em bước chân qua thềm, mưa vẫn rơi êm đềm và chỉ làm phố buồn thêm. Hạt mưa, mưa rơi tí tách, mưa tuôn dưới vách, mưa xuyên qua mảnh. Hạt mưa, mưa qua mái rách, mưa như muốn tách, sau ta chạy quanh. Hạt mưa, mưa yêu áo rách, yêu đôi sát nách, mưa ngưng không đành. Hạt mưa, mưa reo tí tách, mưa lên tiếng hát dù cơn mỏng lạnh. Đường về trong mơ đêm đêm phố lớn thênh thang, ánh sáng kinh kỳ tàn lan. Đời nghèo không riêng yêu thương bóng dáng xuân sang, yêu phố vui nhà gạch ngon. Đèn đêm không soi phố vắng, kinh đô thắc mắc im nghe phố buồn. Người đi trong đêm tối âm, nghe mưa thức giấc quên nhau chờ mong. Đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em, và vân vân và vân vân. Thưa quý vị, bài này thật ra mà nói, trước tiên là quý vị có thể ngạc nhiên hỏi Thế Ngữ, chủ đề này có gì mới? Một cô gái đi về trong ban đêm, trời mưa, đời buồn khổ, không có tình thương, hình như có bài khác của Lam Phương, từng một thời nổi tiếng có những câu bài kiếp nghèo, thưa quý vị, cũng là chẳng phải là Lam Phương cũng khai thác chủ đề này sao? Không còn nhớ được là sau hay trước Phạm Duy, nhưng bảo rằng cái này có cái gì vĩ đại hơn? Thì thật ra người ta làm được, Lam Phương cũng làm được, thì có cái gì mà Phạm Duy làm mà anh phải khen là ghê gớm kia chứ? Cái bài mà không gian tím ngắt bao la như thương đưa
đường về quá xa mà đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Một thời từng nổi tiếng qua giọng ca của Thanh Thúy làm mũi lòng vô số khán giả ở Việt Nam và làm cho bà Kim Cương ngày xưa diễn một cái tuồng gì đó nằm trên giường chết vẫn còn nói bằng giọng nam Nam Kỳ rất là cảm động. Em ơi, bên ghế cửa sổ có ai hát bài Kiếp Nghèo phải không em? Em mở cửa sổ cho chị nghe lần cuối đi em. Trong khi tất cả các phu nhân ở dưới này thổn thức khóc không kịp chùi nước mắt ở trong những khăn mù xoa có thêu chỉ vàng, chỉ xanh, chỉ đỏ và rất là đắt tiền. Thưa quý vị, và như thế thì có gì mới lạ? Ở đây có một điều mới lạ. Thứ nhất là trong cái nghệ thuật, thật mà nói theo thế ngữ là để có mức độ gọi là nghệ thuật cao, người ta không chèo kéo cái sự cảm thương của cái người nghe hay là của người nhìn. Một cái nghệ thuật mà ở mức độ thấp hơn thường thường phải làm những cái trò trời ơi em gì mà không thương em nữa hả, em chết cho anh coi, hát những cái bài là phải thề non hẹn suối, trời ơi em tội nghiệp quá vậy nè mà không ai thương em hết trơn vậy. À, đó là những cái trò chèo kéo của những người không được gọi là kẻ sĩ thì đúng hơn. Chúng ta có nhiều ca nhi và đào nương làm những trò này vì chúng ta trót để chữ sĩ đi chung với chữ ca nên tạm thời gọi họ là sĩ. Nghĩ lại mà nói những người như thế, thật ra mà nói họ làm rất hay, đó là một thứ nghệ thuật cũng rất hay thưa quý vị, không gì đáng chê. Nhưng gọi những người đó là kẻ sĩ thì không đúng. Một tư thế của kẻ sĩ là mình có thế nào cứ thế ấy, thì bài Phố Buồn làm được điều ấy. Từ đầu tới cuối trong bài Phố Buồn không hề có câu đời gì mà chẳng tình thương mà không có yêu đương, không có ai thương tôi hết vậy nè trời. Không hề có một câu, chỉ có đọc từng câu nhá. Đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em. Không hề nói là em tội lắm anh ạ, tội không tự mình. Bùn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên. Là đêm đã đen rồi mà bùn lầy nó không quên làm cho nó đen đủi thêm. Một ý tứ thơ thưa quý vị, bùn lầy nó không quên. Bùn làm sao quên được, nhân cách hóa bùn. Cái câu này trong một bài như Lam Phương không thể có nổi. Bùn lầy nó không quên làm cho cái ngõ đen thêm bằng cách nó bôi thêm. Nè trời đã mưa rồi nhá, và đường này không có đèn. Tức là cô này ở trong một xóm lao động thuộc loại bàn cờ, hoặc là tệ hơn nữa, đèn điện chưa vào đến nơi, hoặc là có điện mà ban đêm người ta cúp. Vì thời trước 75 cũng có những ngày như thế này, chứ không phải là không có những khu sớm không thật sự biết được ánh điện là như thế nào. Thành ra là một cái con đường không có tên, tức là ở trong ngõ hẻm. Và đêm đã đen, đã không có đèn, mà bùn lầy nó không quên bôi cho mọi thứ càng đen thêm. Thưa quý vị, câu này không phải là một câu ở mức độ mà trời ơi em gì móng thương em sao của Lam Phương có thể viết được. Bùn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên. Phân tích tiếp nhá. Qua mấy gian không đèn, những mái tranh im lìm, đường về nhà em tối đen. Cái câu nói bình tĩnh và thoải mái, và nhất là quý vị, cái điệu nhạc lạ lùng, nhạc tango. Tại sao một cô gái ở trong một cái hẻm nhỏ như thế này sẽ có lý do? Đây không phải là bởi vì rap nhạc với lời mà không để ý, như Thế Ngữ đã từng nói. Có rất nhiều bài rap nhạc mà người ta không để ý với lời, chẳng hạn như có bài tango nổi tiếng. Chiều này sương gió lưa khách những bên quán xưa, mờ màng trong cánh tiêu điều đừng tiếng chuông chiều gì đó. Thế Ngữ không nhớ từng lời, nhưng mà không thể tưởng tượng được là lữ khách dừng bên quán xưa, tiếng chuông chiều với cảnh tiêu điều của thành Cô Tô của bà huyện Thanh Quan, mà lại có thể có nhạc tango tưng bừng khi người ta để cái nhạc như thế vào lời như thế. Từ người thì người ta gọi là nhạc đi đằng nhạc, lời đi đằng lời. Bà huyện Thanh Quan này gọi là nửa đêm nghe tiếng ô tô bóp còi, chứ không phải là ở Cô Tô nữa rồi. Có thể là bóng ma của bà trở lại một cái thành Thăng Long ngày xưa, bây giờ thấy toàn là nam nữ đang nhảy đầm thì có thể làm được bài đó, chứ không có lý gì mà mơ màng bên tiếng chuông chiều với trống tiêu điều mà lại như này là tập 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 gì tập 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 tà tam tăng 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 tăng. Những cảnh nam thanh nữ tú đưa nhau lên bãi biển, nghĩa là đến lúc những mảnh vải cuối cùng còn dính lại đến cơ thể thì người ta mới có điệu nhảy giật gân và cuồng loạn như thế này. Thật là lời đi đằng lời, nhạc đi đằng nhạc, bài đó không thể gọi là bài hay được, mặc dù vẫn là bài rất nổi tiếng và được nhiều người ca. Như thế là gọi là nhạc hay cái kiểu nhạc, lời hay cái kiểu lời, nhưng mà ráp lại với nhau thì phải coi là đó là một món chả giò chấm mắm tôm, coi như là một món bún bò Huế chan mỡ hành và có nước phở, không thể nào có thể nào ăn được mà gọi là ngon được. Không phải từng thành phần của nó ngon, là tổng cộng là cái món ấy phải ngon. Một cái món như bài Dừng Bước Giang Hồ là món cực dở, làm bằng hai thành phần cực ngon. Cái bài mà cái lời nhạc đó thì kể như một loại bà huyện Thanh Quan pha nước lã cũng còn khá hay, và cái nhạc tango đó thì không có gì đáng trách, nhưng mà để hai cái lại với nhau, thưa quý vị, chả giò ngon và mù tạc cũng ngon, mắm tôm cũng ngon, bún bò Huế thì cũng ngon, nước phở thì cũng ngon, mỡ hành thì cũng ngon. Nhưng một món mà ráp mấy cái món ấy lại thì món ấy phải đổ đi. Không phải vì thành tố nó hay mà cái tổng thể của nó hay được, chúng ta phải có đủ trình độ phân tích bài đó. Cho nên như bài Dừng Bước Giang Hồ là một trường
trường hợp lời bà Huyện Thanh Quan đi vào với nhạc tango một cách cơ tẽn và ngơ ngác, trong khi ở đây tại sao Phạm Duy lại bỏ một cái nhịp tango kỳ lạ, sẽ có lý do Thế Ngữ sẽ phân tích ngay bây giờ. Vì vậy bài này mới là một bài theo Thế Ngữ là bài hết sức vĩ đại, nó hết sức là kỳ lạ. Trước tiên là lời nói bình tĩnh, thứ nhất cái điều là một bài xếp vào hàng lớn là nó không có sự chèo kéo trời ơi không thương em sao anh ơi, mà là hoàn toàn là những lời đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em đấy, đời em nó như thế, buồn lầy nó không quên bồi thêm cái lối ngõ không tên của em anh ạ. Qua mấy gian đã không đèn, những cái im lìm mà anh ạ, cái đường về nhà em nó tối đen. Đây là một câu hoàn toàn như trong Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, trời tối đen như mực và như cái tiền đồ của chị, và tiền đồ tức là con đường phía trước, và dĩ nhiên chữ đồ trong tiếng Bắc cổ còn có một nghĩa gì khác mà có lẽ Ngô Tất Tố không bỏ qua, trời tối đen như mực và như cái tiền đồ của chị. Cho nên ở đây nhìn vào cái lời hai càng hay hơn, nhìn vào khe sông trong anh ốm yếu ho hen, một ngày cống lao không cho biết đến phương đêm. Thuở bé Thế Ngữ nhớ, Thế Ngữ biết bài này, Thế Ngữ ngồi ở nhà, Thế Ngữ còn nhớ cái năm Thế Ngữ 7 tuổi, ở nhà lấy mấy cái music sheet của mẹ mua về để mà mở ra đánh đàn, và bài Phố Buồn là bài Thế Ngữ học là bài thứ 7 trong cuộc đời, lúc mà học tân nhạc thời bây giờ. Bài Thế Ngữ còn nhớ bài đầu tiên học bài Love Story, bài thứ nhì là bài Lệ Đá, bài thứ ba là bài Trở Về Mái Nhà Xưa, bài thứ tư không nhớ nữa rồi, bài thứ năm là bài Phim Ngắt Đêm Xuân của Nguyễn Văn Đông, và bài thứ sáu là bài Phố Buồn này. Thế Ngữ còn nhớ vanh vách thứ tự của 10 bài đầu tiên trong đời mình từng học. À đúng rồi, cái bài thứ tư là bài Lem Light, Ánh Đèn Sân Khấu, đúng rồi, đấy là những bài tân nhạc, nhạc mô đẹp mà hồi đó Thế Ngữ là người học đàn cổ điển đó. Còn nhớ vanh vách 10 cái bài tân nhạc đầu tiên trong đời mình từng được học là được chế kiểu do mẹ dạy cho. Thành ra bài Phố Buồn Thế Ngữ có hồi bé thì đọc Thế Ngữ không hiểu. Thế Ngữ nghĩ cái câu này là nhìn vào khe sông trong anh ốm yếu ho hen, ngỡ là cô này về nhà có người anh ruột trong nhà. Lớn lên Thế Ngữ biết rằng tiếng Việt Nam hết sức ảo diệu, đứa bé 7 tuổi ngày xưa không thể biết được rằng đây là chồng của cô này. Về đến nhà rồi cô gái này mới nhìn vào khe sông thì trông thấy chồng của mình gọi là anh đấy, trông anh ốm yếu và ho hen. Và sau một ngày không biết cô gái này làm gì mà nửa đêm mới về. Quý vị có nghe kỹ bài này rất hay, càng nghe mới thấy nhiều chi tiết khác nhé. Bây cô ấy này làm cái gì mà nửa đêm mới về đến nhà mà trời đã tối đen rồi, nhìn vào khe sông thấy chồng của mình ốm yếu ho hen, tức là ông chồng cũng là một người sống lao động khổ sở không có hạnh phúc, và một ngày công lao không cho biết đến hương đêm. Hồi bé Thế Ngữ nghĩ là chỉ là chắc là không được ra trước cửa ngồi chơi, không được nhìn ánh trăng. Hóa ra lớn Thế Ngữ mới biết là có một ý nữa rất hay, Phạm Duy nói rất khéo, mà ý là tức là quý vị biết là vợ chồng nghèo trong một sống lao động như thế, nhiều khi cái vui cuộc đời chỉ còn có một cái là tối về được mùi mẫn với nhau một tí. Thế mà về đến nhà, người con gái này nhìn vào trong nhà thì chồng của mình đang ốm yếu và ho hen, một ngày công lao đã không còn cho anh có đủ hơi sức để mà mùi mẫn được với vợ một tí nào nữa hết cả. Cái về nhà được sờ vai bá cổ, ôm đầu ấp gối nhau cũng chẳng có. Đêm hôm nay chàng trèo queo ngủ phần chàng và nàng trèo queo ngủ phần nàng, mạnh ai nằm cái góc giường lấy của mình, chắc là hai người không hai giường riêng đâu mà nằm chung trong một cái tấm giường nhỏ hẹp, chắc là chung trong nhà cả ba bốn người như sống lao động ngày xưa thời trước 75 Việt Nam vẫn từng có và bây giờ vẫn còn tồn tại. Thành ra là đêm hôm nay về thì ai ngủ phần ấy, một ngày công lao không cho phép hai người biết đến hương đêm. Cái chữ biết đến hương đêm của Phạm Duy là một chữ hết sức thanh bai để nói ra cái ý là tối hôm nay chúng ta sẽ không làm được một trò khoái lạc nào cả, chúng ta không còn gì cho nhau. Thành ra em bước chân qua thềm và mưa vẫn rơi êm đềm và chỉ làm phố buồn thêm. Và nàng chấp nhận, nàng vào nhà, nàng chuẩn bị thay đồ đi ngủ. Và trong giấc ngủ thì nàng nghe những gì quý vị, đây là màn giấc mơ, hạt mưa, cả đêm nàng nghe mưa rơi tí tách, mưa tuôn dưới vách, rồi lại mưa xuyên qua mảnh, rồi hạt mưa, mưa qua mái rách, mưa như muốn tách, sau ta chạy quanh. Hạt mưa, mưa yêu áo rách, mưa yêu đôi sát nách. Đây là một ngữ hết sức đẹp. Thưa quý vị, đôi sát nách, hồi bé Thế Ngữ nhớ phải đọc, không mất 7 tuổi đọc không hiểu là gì. Bây giờ lớn mới hiểu là một đôi tình nhân nào đó trú mưa ở xóm lao động và đang đứng sát nách bên nhau, không thể về được vì sợ mưa ướt. Và họ cũng thừa dịp mưa này làm lý do để mùi mẫn với nhau thêm một tí. Tức là trước cửa xóm lao động nhà ban đêm có một cặp tình nhân chắc chắn cũng là hai đứa con nhà nghèo. Nó đang ôm nhau và đã yêu đôi sát nách. Mà mưa ngưng không đành. À câu này rất hay. Vì hai đứa nó nhờ có lý do mưa mà nó không phải trở về nhà. Hai đứa nó được đứng đây vì ngày xưa dĩ nhiên Việt Nam mình cũng còn giữ gìn ghê lắm. Nếu mà không có mưa thì cô gái không thể đứng ra hoài được. Cô gái phải đi về chứ không thể đứng đó mà để cho chàng trai yêu nhiều quá được. Nhưng mà ở đây thì có mưa là lý do. Thành ra vì mưa yêu đôi sắt nách mà mưa ngưng không đành. Mưa không đành ngưng đi. Mưa cứ mưa hoài để giúp cho những người sắt nách được ngồi mãi bên nhau, có cái cớ để ngồi bên nhau. Vì khi người ta mới yêu nhau, người ta không thể nào nói em muốn ngồi đây với anh là vì em muốn, mà phải có lý do em về đây với anh là vì trời còn mưa em chưa về được, chứ hết mưa là em đã về ngay.
này rồi anh ơi. Người ta phải có lý do như thế để đóng vai, đóng kịch để ngồi bên nhau, phải có cớ để ngồi với nhau. Nên lời quý vị rất hay, yêu đôi sát nách là một ngữ hết sức đẹp, yêu đôi tình nhân sát nách mà còn ngắn lại là yêu đôi sát nách, làm cái vần với là hạt mưa tí tách mưa qua mái rách mưa yêu áo rách ơi mưa, yêu đôi sát nách vợ mưa ngưng không đành. Ý thơ rất hay và rất lạ, và hạt mưa mưa lên tiếng hát du cơn mộng lành. Và bây giờ chúng ta biết là nàng đi đâu về, vợ đâu có nhạc tango. Hóa ra là nghe kỹ câu tiếp tục: đường về trong mơ, đêm đêm phố lớn thanh thang, ánh sáng kinh kỳ tràn lan, đời nghèo không riêng, yêu thương bóng dáng xuân sang, yêu phố vui nhà gạch ngon. Trước tiên là chúng ta thấy điều này là sao, là nhà gạch ngon là gì đây, một ngữ rất là kỳ lạ thưa quý vị. Gạch mà gạch ngon, gạch như thế nào thì gọi là ngon thưa quý vị. Câu này rất là vui và rất là hay, thế ngữ bây giờ vẫn chưa hiểu được câu này, phải đi hỏi Phạm Duy. Yêu phố vui và nhà gạch ngon, gạch đến nỗi có thể ăn được à, hay thế nào, chưa hiểu được cái ý này. Nhưng một ngữ rất lạ về tài dùng chữ của Phạm Duy, người ta không ca ngợi như Trịnh Công Sơn, nhưng mà dùng chữ gạch đi với chữ ngon chẳng phải là một ngữ lạ mà cần nhiều suy nghĩ sao. Bây giờ chúng ta tạm thời đi qua: đường về đêm đêm đi qua phố lớn thanh thang, ánh sáng kinh kỳ tràn lan. Theo thế ngữ đoán như vậy là mỗi đêm cô gái này đi về nhà, trước khi đi vào cái ngõ hẻm nhỏ của nàng, nàng đã đi qua những đại lộ lớn, ở đó có những hộp đêm người ta mở nhảy đầm suốt đêm, có những cặp trai gái con ông này bà nọ, đời có sẵn tiền, nhà có xây hồ bơi riêng, tối thứ bảy chủ nhật đi vào trong hộp đêm nhảy đầm với nhau bù khú trong những đêm màu hồng này nọ, và cô gái đi ngang những chỗ đó. Cái nhạc tango của bài này của nàng mang về nhà là cái nhịp tango của những cái vũ trường mà nàng đi ngang đó. Mỗi đêm đi làm về, nàng đi ngang qua những cái chốn như thế, và dĩ nhiên ở đây thế ngữ không nghĩ rằng cô này làm ca ve. Làm ca ve thì cô này đã làm việc trong những vũ trường rồi, cô này như vậy làm cô gái lao động, có lẽ là làm nghề quét dọn thì quý vị, ở đây bài không nói, hay là cô gái này bán bánh tét, bánh chưng, hay là mở một sạp bánh mì thịt, hay là ngồi để mà thổi nồi bánh bao. Cô gái thì làm cái nghề gì khá lương thiện, nhưng mà ban đêm phải làm tối mịt mới được về, và trên đường về đi ngang phố lớn nơi có những vũ trường người ta nhảy thâu đêm, và có những điệu tango cuồng loạn của cuộc sống giật lạc thượng lưu mà nàng không bao giờ tưởng tượng được. Cái nhạc của lời hát của nàng là cái nhạc từ những vũ trường đó mà ra, cái nhạc của những vũ trường đêm đêm bước qua đó đã nhập vào trong những lời nhạc về cái thế giới quạnh hiu cằn cỗi, không có ánh sáng và không có niềm vui, không có tình yêu và không có cả một màn cục lạc giữa hai vợ chồng sau một ngày công lao hương đêm không được biết đến. Thật là một cuộc đời thật là đau khổ, thế mà nàng vẫn vui, nàng vẫn bình tĩnh. Đặc biệt là nàng không hề một lần trong bài này nói những lời trời ơi em có tình yêu anh ơi anh thương em đi, đằng này không, nàng bình tĩnh và nàng nói, nàng tả vì nàng nói là đời nghèo, nàng không riêng gì yêu thương bóng dáng xuân sang, không đợi mùa xuân mới biết hạnh phúc, mà chỉ cần có phố vui đi qua thấy người ta vui là mình vui theo, có nhà gạch ngon là nhà gạch xây ngói đỏ là đẹp đủ rồi. Và cuối cùng nàng kết bằng một bài hát, bằng những lời hát hết sức là thoải mái và thương yêu: đèn đêm không soi phố vắng, cả cái đất kinh đô này nằm thắc mắc, im nghe phố buồn. Tức là cả cái đất kinh đô này người ta thắc mắc, người ta không hiểu sao có những con phố buồn đến như thế, cả một kinh đô Sài Gòn có những đèn điện mua vui, thắc mắc nằm đó trong đêm không hiểu tại sao mình vui như thế này mà có những cái ngõ hẻm trong lòng mình lại vẫn buồn như thế đó. Và người đi trong đêm tối ám, nghe mưa thức giấc, khuyên nhau chờ mong. Và những người đêm đêm đi về, nghe tiếng mưa đi qua kinh kỳ như vậy, cùng khuyên với nhau là hãy cố gắng chịu đựng và chờ mong một ngày mai nào đó có thể đời sẽ tươi sáng hơn. Thưa quý vị, vì những lý do mà Thế Ngữ đã phân tích như thế đủ thấy đây không thể nào lầm lẫn với một bài như bài Kiếp Nghèo được. Mặc dù chủ đề giống nhau, đây là trường hợp hai họa sĩ, một người theo Thế Ngữ có thiên tư cao hơn hẳn người kia. Thành thử ra cùng một chủ đề, một cô gái, một cuộc đời không có hương hoa, không có tình yêu, không có cả đến cái món bình thường nhất mà hai con chó cũng có được với nhau về đêm. Không có được một cái gì cả, cuộc đời nàng không có một cái gì hết. Nàng đi về trong một đêm nhiều mưa, lạnh lùng và cô đơn, và đó là chủ đề giống hệt nhau, thế mà ra hai bài khác nhau. Một bài chỉ ra đấy kéo áo người ta, trời ơi thương em đi ăn. Bài này hoàn toàn bình tĩnh, do đó thái độ của bài này là thái độ của một người nghệ sĩ. Cái nhấn mạnh ở chữ sĩ, phần thứ nhì, bây giờ người ta dùng chữ sĩ như thể là một cái chữ như là viên chức hay là như một người công nhân, người ta quên như thể là cái gì có chữ sĩ chỉ là cái nghề tương đương với chữ earl trong tiếng Pháp, doctor, engineer. Người ta quên những cái điều là thật ra mà nói chữ sĩ trong tiếng châu Á cổ phải có cái gì mới gọi là kẻ sĩ. Thì cái sự mô tả chân dung cô gái này
này là chân dung của một kẻ sĩ và biến nàng ra một kẻ sĩ, còn cái bài Kiếp Nghèo là chân dung của một cô gái của một phường sướng ca đi kêu gọi lòng thương của mọi người. Điều đó thì không có gì xấu cả, sướng ca đi kêu gọi lòng thương là một loại nghệ thuật và kẻ sĩ là một loại nghệ thuật, nhưng mà chúng ta phải thấy được cái sự khác nhau giữa hai bên và cái gì xếp vào vĩ đại hơn cái kia là vì ở trong cái thái độ làm nghệ thuật của nó. Không nên vì cùng chung chủ đề mà lầm lẫn hai tác phẩm nghệ thuật với nhau, mà cũng đồng thời đừng bao giờ vì cho rằng chủ đề thấp mà cho rằng tác phẩm thấp. Đến đây Thế Ngữ đã hoàn toàn hy vọng là mình chứng minh được ít nhiều một cái vấn đề phải tách rời tác phẩm và đề tài của tác phẩm. Đề tài của tác phẩm có thể thấp, có thể cao, có thể đẹp, có thể xấu, hoàn toàn tách riêng với bản thân giá trị tác phẩm thấp, cao, đẹp, xấu. Và bây giờ thì chương trình hôm nay Thế Ngữ còn định nói nhiều nữa nhưng may thay giờ cũng đã hết. Quý vị thôi thì không còn tra tấn gì nữa, chúng ta lại ôn lại bài Phố Buồn một lần cuối cùng vậy nhé, rồi chúng ta sẽ chia tay. Và bây giờ thì thời giờ đã ngắn hơn, Thế Ngữ không còn nói được trọn vẹn nữa vì chúng ta đã bắt đầu mùa đông đến và giờ của đài VOVN cũng ngày một ngắn dần lại. Thật là đáng buồn thay cho Thế Ngữ, có lẽ là điều mừng cho quý vị, nhưng mà thôi chúng ta sẽ chia tay với nhau ngay bây giờ sau khi nghe lại bài Phố Buồn do giọng hát ghê rợn của Thế Ngữ hát một lần cuối cùng. Và đây mong quý vị đã tách rời được đề tài của tác phẩm khỏi tác phẩm thì cũng tách rời được giọng hát của người ca sĩ rùng rợn hôm nay với tác phẩm của Phạm Duy. Và nếu quý vị nào có một cái CD của bài Phố Buồn này có giọng hát hay, xin gửi lên đài cho Thế Ngữ. Thế Ngữ hứa sẽ hoàn thành quý vị bằng hai nếu Thế Ngữ có được một bản CD thật hay diễn bài này. Thưa quý vị, về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em, buồn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên. Qua mấy gian không đèn nhưng mái tranh im lìm, đường về nhà em tối đen. Nhìn vào khe sông trông anh ốm yếu hò hẹn, một ngày không lao không cho biết đến hương đêm. Em bước chân qua thềm mưa vẫn rơi êm đềm, và chỉ làm phố buồn thêm hạt mưa. Mưa rơi thì tắt, mưa tuôn dưới vách, mưa xuyên qua thềm hạt mưa, mưa qua mái rách, mưa như muốn cách sao ta chạy quanh hạt mưa. Mưa yêu áo rách, yêu đôi sát nách, mưa ngưng không đành hạt mưa. Mưa reo lên tiếng hát dù cơn mỏng lành, đường về trong mơ đêm đêm phố lớn thanh thang, ánh sáng kinh kỳ tàn lan. Đời nghèo không riêng yêu thương bóng dáng xuân trang, yêu phố vui nhà gạch ngon. Đêm đêm không soi phố vắng, kinh đô thắc mắc im nghe phố buồn.